5 lần Như Ý bị Càn Long hành hung trong tiểu thuyết Hậu Cung Như Ý Chuyện. Đây là sản phẩm của kênh YouTube Oanh Tạc Hậu Cung, vui lòng không sao chép và dì úp video dưới mọi hình thức. Hậu Cung Như Ý Chuyện là một bộ phim về đề tài cung đấu, dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lưu Liễm Tử. Nội dung xoay quanh những âm mưu tranh đấu trong hậu cung, những mối quan hệ của Như Ý và những người đối nghịch hoặc đồng minh. Xuyên suốt câu chuyện là mối tình lâu dài, đầy những thăng trầm giữa Thanh Anh và Hoàng Lịch. Kết cục là việc kế hậu cắt tóc, đốt tranh, buông bỏ tình cảm của mình với Hoàng đế. Thời thiếu thời, mối tình đẹp giữa Thanh Anh và Hoàng Lịch khiến người xem đều khắc cốt ghi tâm. Thế rồi, qua lớp bụi thời gian, tình cảm ấy cũng phai mờ, lòng người thì thay đổi. Càng về cuối, nhân vật Càn Long càng thể hiện tính cách nóng nảy, ích kỷ, bạc tình bạc nghĩa. Nhà vua biến thành người đam mê sắc dục, hám của lạ, cùng lúc thị tẩm nhiều mỹ nữ. Thậm chí còn vũ phu, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhiều phi tần, trong đó có kế hậu. Trên phim, khán giả có thể thấy, Như Ý đã bị Càn Long tát 2 lần. Đó là lúc Hương Kiến bị triệt sản, và lần cự cãi trong chuyến Nam Tuần. Còn trong tiểu thuyết nguyên tác, thì số lần Như Ý bị tát không chỉ dừng lại ở con số 2, mà đến những 5 lần. Hãy cùng Oanh Tạc Hậu Cung điểm qua nhé! Lần thứ nhất là khi Càn Long say nắng người mới, mặt dày đến xin Như Ý giúp mình theo đuổi Hương Kiến. Chỉ vì muốn lấy lòng mỹ nhân Hàn Bộ, mà Càn Long đã ép Như Ý dùng tư cách hoàng hậu, để khuyên Hàn Hương Kiến thị tẩm. Đúng kiểu, đứa con trai mới lớn muốn lấy vợ, mẹ ơi con thích chị này, mẹ cưới cho con nha. Nhìn thấy người đàn ông mình yêu tới cầu xin, bảo hắn lần đầu rung động trước người con gái khác, thử hỏi cảm giác của Như Ý đau đến nhường nào. Để làm vui lòng Hương Kiến, Càn Long cho xây Bảo Nguyệt Lâu. Lúc các phi tần đến tham quan về hết, Như Ý và Càn Long có nói qua nói lại, rồi bắt đầu cự cãi. Sau đó, Như Ý đã bị bốp bốp 2 cái vào mặt. Lần thứ hai là cảnh Hương Kiến bị triệt sản như trên phim. Do không muốn mang thai con của Hoàng đế, Hương Kiến ngỏ ý với Hoàng hậu bản thân mình không muốn sinh con, sau đó đã tự nguyện uống thuốc do Thái hậu ép Hoàng hậu mang tới. Điều này gây ra sức mẻ lớn đến tình cảm của đế hậu. Trong lúc tức giận, Hoàng đế lại lần nữa tát Hoàng hậu vì Hương Kiến. Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc. Lần thứ ba là khi Như Ý bị ekip của Vệ Én Lượn tố tư thông với Lăng Vân Triệt. Sau khi Dự Phi và Mậu Thiến lần lượt tố cáo Hoàng hậu dâm loạn hậu cung, Hoàng hậu được triệu tới hỏi chuyện. Sau một hồi tranh luận, Càn Long lại nổi máu điên, bóp một cái chát vào má bên trái của chị hậu. Cái nư của chị hậu cũng không có vừa, chỉ đưa luôn cái má bên phải, hỏi thằng chồng liệu có muốn tát luôn cho hai bên sưng đều không. Cha Long quê quá, không tát nữa, mà đi lấy thuốc bôi cho người vợ kính yêu. Ủa, đây là vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết đúng không? Lần thứ tư là trong chuyến Nam Tuần. Hành động muốn nạp ca kỹ Thủy Linh Lung vào hậu cung đã làm cho Như Ý tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh khuyên ngăn. Tuy nhiên, khuyên ngăn mãi không được, như giọt nước tràn ly. Nàng bắt đầu chửi xối xả vô mặt Càn Long, rồi cha Long lại dở thói vũ phu tát nàng. Nàng vẫn uất mà cắt tóc đoạn tình. Hoàng đế thẹn quá hóa giận, trừng phạt Như Ý bằng cách giam lỏng nàng trong Rực Khôn Cung. Lần thứ năm là trong lúc Vĩnh Kỳ qua đời. Trên phim, khán giả có thể thấy sự uy nghiêm của Như Ý dù đã bị thất sủng. Đỉnh cao của sự khinh bỉ chính là sự im lặng. Lúc đến gặp Vĩnh Kỳ lần cuối, Như Ý đã không nói với Càn Long bất kỳ lời nào, dù luôn bị chất vấn mình hãm hại Vĩnh Kỳ. Còn trong tiểu thuyết, lúc Vĩnh Kỳ hoang thệ, Càn Long đã dùng cái quạt đập vào mặt Như Ý một phát đau điếng. Bạn nghĩ gì về sự bạc tình của Càn Long? Nếu là Như Ý thì bạn có cắt tóc không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để cùng Oanh Tạc Hậu Cung giải mã nhiều thứ hay ho hơn về cung đấu nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành!